76 tỷ đồng nuôi phục hồi đàn xíu đầu đỏ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết dự án bảo tồn và phát triển xíu đầu đỏ của tỉnh dự kiến trong vòng 10 năm nuôi thả thành công 100 con, ít nhất 50 con còn sống. Theo Vườn Quốc gia Tràm Chim Đồng Tháp, việc cải thiện môi trường sinh cảnh cho đàn xíu gần 13 tỷ đồng, sản xuất nông nghiệp hữu cơ gần 6 tỷ đồng và quảng bá du lịch gần 8 tỷ đồng. Xíu đầu đỏ hiện còn khoảng 10% so với tổng đàn. Điểm cốt lõi của dự án không chỉ đơn thuần là phục hồi đàn xíu, mà thông qua đó bảo vệ sự đa dạng sinh học gắn liền với tái tạo cảnh quan thiên nhiên, môi trường sản xuất hữu cơ, người dân được thụ hưởng sản phẩm nông nghiệp sạch.